Thưa quý vị, dù nơi đây đã chứng kiến thất bại cay đắng của quân đội Pháp, Điện Biên Phủ đã trở thành một dấu mốc không thể phai trong ký ức của người Pháp. Từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược, Pháp và Việt Nam đã xích lại gần nhau, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, củng cố hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ hợp tác song phương. Điện Biên Phủ đã thực sự trở thành điểm hẹn của hòa giải, hòa bình giữa hai đất nước, hai dân tộc. Lần đầu tiên, một bộ trưởng trong chính phủ Pháp tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ quân đội Pháp Sébastien Lecornu tại buổi lễ đặc biệt này, 70 năm sau thất bại của Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ, cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó bền chặt giữa hai nước và những nỗ lực của cả hai bên để cùng nhau gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Đây là dịp đặc biệt để nhìn lại lịch sử của hai nước. Vì đã trải qua chiến tranh nên chúng ta mong muốn có được hòa bình, hiểu được giá trị của hòa bình. Cũng cần hiểu rằng ngày nay hai nước chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược là bởi vì chúng ta đều hướng tới tương lai. Mặc dù trước đây còn một bộ phận nhỏ người Pháp vẫn giữ những cảm xúc tiêu cực với sự kiện này, nhưng giờ đây tất cả đều đã là quá khứ. Thật đáng mừng khi Bộ trưởng Bộ quân đội Pháp dẫn đầu đoàn đại biểu có mặt tại lễ kỷ niệm năm nay. Đây là biểu hiện của tình bạn, tình hữu nghị cũng như sự xích lại gần nhau giữa người dân hai nước. Nhìn lại lịch sử để hướng tới tương lai, nhiều cựu chiến binh Pháp và lãnh đạo cấp cao của Pháp đã từng đến thăm Điện Biên Phủ. Tháng 2 năm 1993, Điện Biên Phủ là điểm đến quan trọng trong lịch trình của Tổng thống Pháp François Mitterrand tại Việt Nam. Chuyến thăm mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa phương Tây và Việt Nam nói chung và quan hệ giữa Pháp với Việt Nam nói riêng. Ông Nguyễn Di Niên, khi ấy là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là người trực tiếp lên Điện Biên Phủ để chuẩn bị đón đoàn của Tổng thống Pháp. Điện Biên Phủ lúc ấy nó như một cái làng thôi, nó chưa có nhà cửa gì nhiều đâu. Thì tôi phải đi tiền trạm lên đấy để làm việc với địa phương và phải đà thông, rồi phải chuẩn bị từng ly từng tí một, kể cả với các đồng chí bên an ninh, bên quân đội để mà phối hợp với nhau để đón tiếp cho tốt. Thì may mắn là mọi việc đều tốt đẹp. Chuyến thăm Điện Biên Phủ của Tổng thống Pháp Mitterrand là chuyến thăm lịch sử và mang tính biểu tượng sâu sắc, thể hiện tình cảm của Pháp đối với Việt Nam và cũng cho thấy quá khứ là sợi dây kết nối giữa hai đất nước. Sau chuyến thăm này, Tổng thống Mitterrand đã kêu gọi chính phủ, sinh viên, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường, phát triển mối quan hệ hợp tác song phương. Từ những người đứng đầu ở hai chiến tuyến, những người bạn Pháp và Việt Nam đã xích lại gần nhau. 70 năm qua, vượt qua mọi biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Điện Biên Phủ đã thực sự trở thành điểm hẹn của hòa giải và hòa bình.